đang xem video tại kênh YouTube nhà gió GB, đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Cô bé này ôm lấy chú báo non vui vẻ dụi dụi vào người nó, mà không hề hay biết đối phương chính là thần thú duy nhất của đế quốc, là chủ nhân mạnh nhất của thánh kiếm. Một nhân vật lẫy lừng như vậy, mà cô bé chỉ cần bỏ ra hai đồng vàng để mua về. Lý do cô bé này tuổi còn nhỏ đã mà có nhiều tiền như vậy, phải kể bắt đầu từ khi cô bé được một ông lão kỳ lạ nhận về nuôi vừa sinh ra cô bé đã bị vứt bỏ ở trước cửa nhà ông lão ban đầu ông lão vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô bé nhưng sau đó người đàn ông lương thiện vẫn quyết định nhận cô bé về nuôi chỉ có điều ông nội tính cách vụng về thật sự không thích hợp để nuôi dưỡng một đứa trẻ đợi đến khi cô bé lớn hơn một chút cô bé liền liên tục bị ông nội sai bảo làm đủ mọi loại công việc nhà nhưng dù bị đối xử như vậy thì chỉ cần có thể có một người nhà để nương tựa vào vẫn là điều làm cho cô bé cảm thấy hạnh phúc sau này, vào một ngày khi cô bé lên 5 tuổi, cô bé đột nhiên khôi phục ký ức của kiếp trước. Cũng giống như đoạn mở đầu của các cuốn tiểu thuyết khác. Cô bé gặp tai nạn giao thông, mà vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân vừa đọc 2 giờ trước. Còn trở thành một dân thường không có bất cứ dây mơ dễ má gì với nhân vật chính. Đây là suy nghĩ ban đầu của cô bé. Kết quả có nằm mơ cô bé, cũng không ngờ tới ông nội nhận nuôi mình chính là một đại boss ẩn mình. Nhưng hiện tại, sinh mệnh của ông nội đã đi đến hồi kết. Cô bé làm theo lời dặn dò của ông đi gửi di thư cho người nhà của ông ấy. Kết quả thư đã gửi đi một tuần rồi mà không nhận được hồi âm. Cô bé tức giận nghĩ, những người kia sao có thể máu lạnh vô tình đến vậy? Dù cô bé chỉ ở bên cạnh ông nội trong khoảng thời gian 10 năm, nhưng ông đã sớm trở thành người nhà không thể thiếu của cô bé. Cô bé không thể tưởng tượng ra cuộc sống không có ông ở bên cạnh. Rõ ràng bọn họ đã hẹn nhau sẽ cùng tham gia buổi lễ kỷ niệm vào mùa hè và đi trượt tuyết vào mùa đông. Một người đang mạnh khỏe như thế sao nói chết liền chết? Cô bé vừa lo vừa giận trực tiếp đe dọa, nếu như ông dám rời xa cô bé, thì cô bé sẽ chiếm đoạt toàn bộ gia sản của ông. Không ngờ tới, ông nội không chút do dự mà đồng ý. Sau khi sắp xếp xong cho cô bé, ông nội yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Ánh nến trên bàn vụt tắt, sinh mệnh của ông nội cũng đi đến điểm cuối. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, cô bé tổ chức tang lễ cho ông. Chính vào lúc cát Isa đang phiền não không biết phải đi đâu về đâu. Quản gia của gia đình công tước Blasco đột nhiên tìm tới cửa. Vừa nghĩ tới gia tộc tiếng xấu đồn xa kia, Kat Isa lập tức căng thẳng vô cùng. Không ngờ tới quản gia tới để đem quan tài của ông nội đi. Còn người ông nhìn vẻ ngoài vô cùng giản dị của cô bé lại chính là công tước tiền nhiệm của gia tộc Blasco. Vừa nghĩ tới chuyện ông giả kia dám giấu mình 10 năm, Kat Isa liền sốc tới không nói nên lời. Vào lúc Kat Isa còn chưa tiêu hóa xong những thông tin động trời kia, quản gia lại thông báo một tin tức còn chấn động hơn. Công thức quá cố thế mà, lại chỉ định Cát Isa trở thành người duy nhất được thừa kế toàn bộ số tài sản khổng lồ của ông. Vậy là Cát Isa mới chỉ 10 tuổi đã đột nhiên trở thành phú bà tài sản nghìn tỷ. Nhưng để kế thừa số tài sản này, Cát Isa phải tới lâu đài của gia tộc Blasco một chuyến. Khi nghe tin công thức hiện tại rất muốn gặp được mình, Cát Isa đột nhiên nhớ tới miêu tả về người đàn ông này trong tiểu thuyết. Hắn ta đã nắm giữ vị trí top một trong danh sách cao thủ kiếm thuật hơn 10 năm liên tiếp là một người tuổi trẻ tài cao nhưng tính cách của đối phương vô cùng tệ. Chỉ cần là người khiến hắn không vui, thì hắn liền không chút lưu tình ra tay. Đối diện với con gái nuôi đồng thời cũng là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. Công tước Blasco đương nhiệm cũng không hề nương tay. Vừa nghĩ đến kẻ cuồng ngược đãi đáng sợ ấy, Cát Isa liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Cô bé lập tức từ chối cơ hội đi gặp người kia, nhưng khi nghe quản gia nói cô bé không chỉ được kế thừa khối gia tài khổng lồ, mà mỗi năm còn được thu lợi tức của các lãnh địa, còn được sở hữu riêng một căn biệt thự xa hoa ở thủ đô. Dù cho nội tâm rất không muốn, nhưng mà tiền cũng rất là quan trọng, đặc biệt là rất nhiều tiền. Cát Isa cũng chỉ là người phàm yêu tiền như mạng mà thôi. Vậy là, dưới ánh nhìn ngơ ngác của quản gia, Cát Isa nhanh như gió thu dọn hành lý. Chuẩn bị đến nhà công tước. Trên đường đi, từ lời kể của quản gia, Cát Isa mới biết linh hồn của ông nội vẫn còn sống, mọi chuyện phải nói từ hàng trăm năm trước. Gia chủ đầu tiên của gia tộc Blasco, phong ấn ma vương làm hại bách tính vào trong một thanh kiếm. Để ma vương phục tùng gia chủ, gia tộc Blasco và ma vương đã giao kèo một khế ước hiến tế linh hồn. Cũng vì khế ước này, mỗi đời gia chủ của gia tộc Blasco sau khi chết đều sẽ bị lệ thuộc vào ma kiếm. Nghĩ đến chuyện vẫn còn cơ hội gặp lại được ông nội. Cát Isa nhịn không được mà rơi nước mắt. Thì ra bản thân không phải cô đơn một mình. Công tước hiện tại chắc hẳn là con trai của ông. Cát Isa hỏi quản gia, Vậy vì sao cô bé lại là người thừa kế duy nhất? Quản gia vô cùng kiên nhẫn giải thích. Bởi vì sau một cuộc cãi vã giữa công tước hiện tại và công tước tiền nhiệm, ngày hôm sau công tước tiền nhiệm liền để lại tước vị rồi rời đi. Chắc không ai ngờ tới đường đường là công tước của gia tộc Ác Ma, lại bỏ nhà ra đi cơ chứ. Nghe đến đây, Cát Isa bắt đầu lo lắng. Nghĩ đến chuyện bản thân, không có mối quan hệ huyết thống lại nhận được 2 phần 3 số tài sản của gia tộc Blasco, công tước hiện tại không đuổi cô bé đi đã là nhân từ rồi. Lúc này, Cát Isa đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô bé sốt ruột hỏi quản gia xem đến khi nào thì bản thân mới gặp lại được linh hồn của ông nội. Quản gia nói cho Cát Isa biết, để biến thành linh thể thì phải tốn ít nhất 2, 3 tháng. Nghe vậy Cát Isa liền cảm thấy tương lai mờ mịt. Hy vọng trước khi ông nội tỉnh lại, cô bé vẫn có thể nguyên vẹn sống sót. Sau khi đến phủ công tước, Cát Isa lập tức bị khung cảnh tráng lệ trước mắt làm cho há hốc mồm. Đây rõ ràng chính là một cung điện, dù cho nơi này rất xa hoa, nhưng trong lòng cát isa vẫn nhớ thương căn phòng nhỏ ở quê của mình cô bé sợ nơi đó sẽ bị công tước thu hồi mất chính vào lúc cát isa còn đang suy nghĩ thì quản gia đã dẫn cô bé tới trước cửa phòng công tước rồi bước vào phòng cát isa sợ hãi đến không dám ngẩng đầu nhìn lúc này công tước lên tiếng chào phúng để ta nhìn thử xem đứa nhỏ gian xảo kia có vẻ ngoài như thế nào công tước hạ lệnh cho quản gia đặt cát isa lên bàn cát isa còn chưa kịp phản ứng cô bé đã bị ôm lên vừa nhìn cô bé có mái tóc vàng cam trước mặt, công tước liền có thể khẳng định Cát Isa không có huyết thống của Blasco. Nghĩ đến chuyện cha ruột của mình giao ra tài cách xù cho một người xa lạ, công tước càng thêm tức giận. Lão già đó thế mà lại nuôi một đứa trẻ, thật là nực cười. Đối diện với ánh mắt tràn ngập sát ý của công tước, Cát Isa chột dạ vô cùng. Quản gia ở bên cạnh thấy phản ứng này của công tước, liền vội vàng ra mặt can ngăn. Nhưng khi Cát Isa nói trước khi qua đời công tước không giận dò lại gì, biểu hiện của quản gia có chút mất mát khi nghe nhắc đến thanh kiếm của gia tộc. Cát Isa mới có chút phản ứng khác lạ, bởi vì cô bé biết, thanh kiếm bọn họ nhắc tới chính là ma kiếm của Blasco. Biểu hiện dị thường của Cát Isa bị công tước thu vào tầm mắt. Hắn lên tiếng chất vấn Cát Isa, người có thừa kế thanh kiếm gia truyền đó không? Dù cho Cát Isa điên cuồng lắc đầu, thì công tước vẫn không tin. Hắn đưa tờ di trúc đến trước mặt cô bé. Vậy ngươi nói thử xem, nội dung được viết trong bản di trúc này là sao? Cát Isa nhận lấy di trúc xem một lượt, nội dung, trong di chúc thế mà lại kêu cô bé trở thành chủ nhân tiếp theo của ma kiếm. Nhưng đây rõ ràng là vật gia truyền của gia chủ Blasco mà. Càng xem tiếp nội dung di chúc Cát Isa càng sợ hãi. Cô bé thực sự sợ công tước sẽ xử mình tại chỗ. Công tước tiếp tục lên tiếng đe dọa. Nói đi, hiện giờ ngươi có tính toán gì? Quả cam. Cát Isa bị hắn ta dọa sợ tới bật khóc. Thấy vậy công tước càng nóng nảy. Ngươi khóc cái gì? Hiện giờ người phải đau khổ là ta đây, thấy tình hình không ổn quản gia liền lên tiếng khuyên can công tước vốn đang giận dữ lập tức bùng nổ rốt cuộc ngươi đứng về phía ai quản gia là người rất thức thời hiện giờ ai là gia chủ thì anh ta đứng về phía người đó tôi đứng về phía cát isa bởi vì cô bé đáng yêu vậy là quản gia và công tước bắt đầu cãi vã một cách hết sức ấu trĩ nhận ra có khán giả đang xem trực tiếp giây tiếp theo công tước liền thu lại lửa giận để giữ hình tượng bởi vì hắn cũng cảm thấy cát isa rất đáng yêu hết cách, công tước chỉ đành lấy lý do bản thân nhức đầu, đuổi quản gia và Cát Isa đi. Cát Isa được đưa tới căn phòng mới của mình. Vừa tới nơi, quản gia đã đưa cho cô bé một túi vàng. Đây là tiền riêng mà công tước tiền nhiệm để lại cho tiểu thư. Nhìn túi vàng trong tay, Cát Isa chỉ cảm thấy nó thật là nặng. Sau khi phát hiện bên trong có tới 50 đồng vàng, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Cát Isa chính là số vàng bên trong có thể mua được một tỷ gói me tiếp đó quản gia lại đưa cho cát isa thẻ thông hành của công thức tiền nhiệm thứ này có thể mở kho tiền của ngân hàng trung ương vậy là cát isa từ đứa trẻ không một xu dính túi chớp mắt biến thành tiểu phú bà đúng là không thể tin nổi trước khi rời đi quản gia tận tâm căn dặn nếu có cần gì tiểu thư có thể báo với người hầu thật ra công thức đương nhiệm cũng có một mặt dịu dàng hy vọng tiểu thư sẽ không để bụng chuyện vừa qua đã có được nhiều tiền như vậy rồi cát isa sao mà còn tâm trí để ý đến chuyện khác nhưng mà cô bé cũng hiểu rõ, những thứ khác đều có thể lấy chỉ duy nhất ma kiếm là không được phép đụng tay vào. Bởi vì người thừa kế ma kiếm đều chết sớm. Dù cho thứ kia có thể biến người sở hữu thành kiếm sĩ mạnh nhất, nhưng người đó cũng chỉ có thể sống tới 30 tuổi. Cát Isa không muốn dần dần mất đi lý trí biến thành ma quỷ. Nhờ dựa vào sức mạnh của bản thân và không dựa dẫm vào ma kiếm, nên ông nội mới sống đến hiện tại. Dựa vào cơ thể bé nhỏ này của cô bé, sợ rằng vừa lại gần thứ kia đã bị ma khí nuốt chửng rồi. Cát Isa bắt đầu lo lắng, cho nghi thức thừa kế sắp diễn ra. Lẽ nào cuộc đời của cô bé đã đến hồi kết rồi sao? Nghĩ tới đây, Cát Isa liền chằn chọc không ngủ nổi. Nếu như chết rồi, thì tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Vậy là buổi sáng hôm sau, Cát Isa liền quyết đoán nói với công tước, tôi từ bỏ quyền thừa kế. Công tước nghe vậy ngạc nhiên hỏi, quả cam, ngươi nghĩ thử xem, nếu có thể từ bỏ dễ dàng như thế, thì tại sao ta không làm vậy từ đầu? Trên di nguyện của ông nội có dấu vết công chứng của Cục Quản lý Ma Pháp. Dù có xé tờ giấy kia thành trăm mảnh, thì nó cũng có thể khôi phục lại như cũ. Thứ này căn bản không thể xóa bỏ. Nghe vậy Cát Isa liền nghĩ ra một ý tưởng. Nếu như tôi chỉ định người thừa kế tiếp theo thì sao? Câu trả lời tiếp theo của công tước làm Cát Isa hóa đá luôn. Bởi vì chỉ có hóa thành linh hồn, thì mới có thể giao lại quyền thừa kế, công tước nở nụ cười châm chọc nói nếu ngươi muốn tìm chết thì ta cũng không cản để ta xem xem nên xử lý ngươi thế nào nghe vậy cát isa hoảng hốt hỏi ngài sẽ không giết tôi đi cát isa vội vàng cho công tước thấy giá trị của bản thân tôi biết nhiều thứ lắm đó dọn dẹp nhà cửa này tính toán còn có tôi còn biết gọt táo thành hình thiên nga công tước nghe xong cạn lời ngươi ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện thì ta sẽ cho ngươi cơ hội làm một bài kiểm tra còn chưa đợi cát isa kịp phản ứng Công tước đã ném cô bé ra ngoài. Người tới phòng ăn biến thành quả bưởi mập mạp rồi quay lại đi. Nghe được những lời này của công tước, Cát ủ rũ rời đi. Lẽ nào hắn ta muốn cô bé biến thành quỷ no à? Đêm đó, Cát nằm trên giường suy nghĩ. Vì sao ông nội lại cho cô bé bài huấn luyện này? Lẽ nào ông ấy ghét cô bé lắm à? Cát nhìn kỷ vật duy nhất mà cha mẹ để lại. Thắc mắc không biết cha mẹ của cô bé là người như thế nào. Nếu sớm biết ông nội sẽ làm như vậy thì mình nên đối xử với ông ấy tốt hơn mới phải. Nghĩ đến ông, Cát Isa lại không nhịn được mà rơi nước mắt. Nào ngờ dây tiếp theo, trên tay liền chuyển tới cảm giác nóng bừng. Nhìn sợi dây chuyển trên cổ đột nhiên bay lên. Cát Isa hoảng hốt vô cùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhanh, sợi dây chuyền đã được tách ra làm hai. Ánh sáng tỏa ra càng thêm trói mắt. Đến khi Cát Isa lần nữa mở mắt, liền thấy bản thân đang ở trong một chiếc hòm chật hẹp. Cô bé hoảng hốt mà đập vào chiếc hòm, rất nhanh chiếc hòm đã được mở ra khi trông thấy khung cảnh bên ngoài cát isa kinh ngạc không thôi những thứ kia rõ ràng là đồ vật của thế giới hiện đại vì sao nó lại xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết xa cách bao năm đến khi lần nữa trông thấy những đồ vật của thế giới hiện đại cát isa không nhịn nổi sự tò mò xem thử một vòng khi chạm vào chiếc máy đánh chữ thứ ánh sáng chói mắt trước đó lần nữa xuất hiện nhìn câu hỏi xuất hiện trên màn hình cát isa quyết đoán chọn đồng ý xem tiếp tiếp đó trên màn hình xuất hiện dòng chữ chương thứ 168 của tiểu thuyết. Điều này làm Kat Isa vô cùng kinh ngạc bởi vì cô bé nhớ rất rõ, tiểu thuyết đã drop ở chương 167. Lẽ nào nơi này là con đường nối liền giữa tiểu thuyết và thế giới hiện đại ư? Nếu thực sự là như vậy, nói không chừng khi xem tiếp nội dung tiểu thuyết, mình liền có thể thấy trước được tương lai. Nhưng mà, nhân vật Kat Isa này không hề xuất hiện trong nguyên tác, vậy thì cứ nhân cơ hội này kiểm tra tương lai của công tước đi vậy là cát isa nghiêm túc đọc nội dung tiểu thuyết nào ngờ càng đọc cô bé càng không hiểu đặc biệt là câu hỏi mà nam chính hỏi nữ chính cô có biết người này không nhìn cái tên của bản thân đột nhiên xuất hiện trên màn hình cát isa càng thêm tò mò nhưng tiếc là xem đến đây liền hết rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu như không tìm được đáp án mà bản thân mong muốn thì chuyện quan trọng nhất lúc này chính là tìm được cách rời khỏi nơi đây cát isa nhìn quanh căn phòng nơi đây không có lấy một cách cửa ngoài trừ cái hòm này nghĩ tới chuyện bản thân xuất hiện trong hòm cát isa liền nhanh chóng nằm lại vào bên trong còn cẩn thận đậy nắp lại cát isa nằm trong hòm suy nghĩ hiện giờ cô bé là tiểu phú bà tuyệt đối không thể chết ở đây cát isa nắm chặt dây chuyền bắt đầu cầu nguyện quả nhiên cô bé lại trở về giường của mình ở trong phủ công tước rất nhiều câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng cô bé sợi dây chuyền này rốt cuộc là sao vì sao điểm cuối cùng của cuốn tiểu thuyết lại xuất hiện tên của cô bé cũng chính vì chuyện này cát isa cả đêm không ngủ nổi cô bé đã quay trở lại không gian kỳ lạ kia rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được đáp án nhưng đáng mừng là cô bé đã biết bài kiểm tra mà công tước nói là gì mỗi lần gia tộc blasco chuẩn bị quyết định một chuyện lớn nào đó đều sẽ tổ chức hội nghị gia tộc hội nghị sẽ lựa chọn ra người có đủ tư cách hoặc người đại diện để tham gia bài kiểm tra dựa theo tình hình hiện tại của cát isa nếu như không có được tư cách tham gia bài kiểm tra thì gia chủ sẽ không hề do dự là giết cô bé để tiêu hủy đi di trúc. Nhưng mà những tình tiết này rõ ràng thuộc về nữ chính Nia Lơ cơ mà. Lúc này Cát Y mới đột nhiên nhận ra. Hiện giờ cô bé đang thay Nia Lơ trở thành con gái nuôi của gia tộc Blasco. Nhưng mà, nếu dựa theo nội dung tiểu thuyết, thì nữ chính chẳng có mối liên quan nào với gia sản của công tước. Sau hết lần này đến lần khác thử nghiệm tiến vào không gian, cuối cùng Cát Isa cũng nhận ra một chuyện. Cứ mỗi 6 tiếng trong không gian thì sẽ có 6 tiếng thời gian ngưng đọng. Khi cô bé ở trong không gian, thời gian ở bên trong tiểu thuyết sẽ dừng lại. Vì sao nam chính lại đột nhiên tìm kiếm cô bé? Lẽ nào vận mệnh của Cát Isa đang nằm trong tay tác giả? Hiện giờ Cát Isa chỉ có thể hy vọng bản thân không trở thành kẻ thù của nữ chính. Để biến đau thương thành sức mạnh, Cát Isa quyết định lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Chính vào lúc cô bé đang vui vẻ tận hưởng đồ ăn ngon mà bếp trưởng chuẩn bị cho mình, công tước lại đột nhiên xuất hiện còn cảm thán năng lực thích ứng của cát isa thật mạnh chắc là sẽ rất nhanh quen với thế giới tàn khốc ngoài kia thậm chí còn muốn cát isa rời đi với không một xu dính túi những lời này dọa cho cát isa vội vàng bày tỏ hệ thống tiêu hóa của bản thân không được tốt lắm nên chỉ có thể ăn được những món ăn ngon này thôi công tước nghe vậy thì cười lạnh kêu cát isa đừng có nói lung tung nữa mau ăn đi lúc này hắn ta đột nhiên nghĩ tới điều gì công tước muốn cát isa về một số chuyện liên quan đến ông nội nhưng sau một hồi cân nhắc đối phương lại thu lại những lời định nói nhìn bộ dạng này của công tước cát isa như muốn nói lại thôi vậy là cô bé lên tiếng trò chuyện vài điều liên quan đến ông nội với công tước trong ấn tượng của cát isa ông nội vẫn luôn nhớ mong người nhà bởi vì mỗi lần nhắc đến người nhà sắc mặt của ông đều rất cô đơn nghĩ đến đây cát isa lại dùng ánh mắt oán giận nhìn về phía công tước thật không hiểu nổi tại sao hắn ta có thể máu lạnh đến mức không tới thăm ông nội khi ông lâm bệnh công tước bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Vì sao ngươi lại dùng ánh mắt đó để nhìn ta? Rõ ràng là cha bỏ rơi chúng ta trước. Hơn nữa mối quan hệ của chúng ta cũng không phải gặp mặt một cái liền có thể hòa hợp. Cát Isa nghe được những lời này liền không nhịn được mà đứng về phía công tước. Như vậy có nghĩa là sự tồn tại của cô bé đối với công tước mà nói giống như món nợ 300 tỷ mà cha Cát Isa để lại cho cô bé ở kiếp trước. Vừa nghĩ tới món nợ kia, Cát Isa liền hận không thể nấu lẩu người cha tệ bạc của mình luôn. Công tước bị bộ dạng đột nhiên nổi nóng của Cát Isa làm cho giật mình. Nhưng mà hắn ta đâu phải kiểu biến thái sẽ ngược đãi con nít. Hắn chỉ lo lắng không biết Cát Isa có thể thuận lợi lấy được tư cách người thừa kế trong hội nghị sắp tới hay không mà thôi. Vừa nghe được những lời này, Cát Isa liền lên tiếng khẩn cầu công tước cho bản thân một cơ hội. Cô bé bắt buộc phải vượt qua bài thi để tìm cách thoát khỏi ma kiếm. Sau đó, Cát Isa chỉ muốn có được căn nhà mà bản thân đã sống cùng ông nội trước đây là được rồi. Nghe Cát Isa chỉ cần căn nhà rách nát đó công tước liền cảm thấy khó hiểu. Với hắn mà nói căn nhà kia nhỏ đến mức còn chẳng đủ cho hắn duỗi chân. Nghe được lời này Cát Isa giận đến bật cười. Căn nhà ấy có thể chứa được 30 đứa trẻ bằng cô bé. Thấy Cát Isa quyết tâm như vậy, công tước liền đồng ý với mong muốn này của cô bé. Sau đó hai người bọn họ bắt đầu bàn bạc cách để Cát Isa thuận lợi lấy được tư cách tham gia thi. Thông thường, quyền quyết định nằm trong tay dòng chính của gia tộc công tước. Điều này có nghĩa là, Katisa chỉ cần có được sự đồng ý của công tước và cặp song sinh một trai một gái của hắn ta liền nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng cái khó chính là cặp song sinh nhà công tước cũng không phải đèn cạn dầu. Trong nguyên tắc, hai người bọn họ không ít lần hành hạ nữ chính, bởi vì hai người kia rất ghét những người vô dụng. Vậy là, Katisa quyết định giả vờ rằng bản thân rất lợi hại ở trước mặt con của công tước. Một bên khác, công tước cũng rất lo lắng, hắn sợ cặp song sinh sẽ làm tổn thương Katisa công tước đặc biệt phái quản gia âm thầm bảo vệ cát isa hai ngày sau cánh cửa lớn nhà công tước vang lên tiếng nổ lớn ngay sau đó công nữ và thiếu gia liền hùng hồ xuất hiện ở trước cửa cát isa bị dọa cho hết hồn vội vàng núp ở một góc cô bé không ngờ tới cặp song sinh ác ma này lại chủ động trở về trước một ngày kể từ khi bước vào cửa hai người đã tranh cãi không ngừng thậm chí bỏ ngoài tai mệnh lệnh của công tước trực tiếp ai làm việc nấy sự ngang ngược này làm người làm chỉ dám oán giận trong lòng còn Cát Isa thì bị hành động tùy hứng của cặp song sinh dọa sợ. Cô bé dự định đi thu thập chút tin tức rồi lại từng bước tiếp cận sau. Kết quả chưa đi được bao xa đã vô tình va phải Werner. Vào lúc Cát Isa đang không biết có nên hành lễ với đối phương không, Werner đột nhiên kêu Cát Isa đi kiểm tra nhiệt độ nước tắm và chuẩn bị khăn lông. Giống như coi Cát Isa là hầu gái vậy. Trong tiểu thuyết, đối phương cũng không ít lần đối xử như vậy với nữ chính. Thậm chí nếu nữ chính không chuẩn bị xong trong vòng 3 phút, thì cậu ta sẽ không chút lưu tình mà trừng phạt. Thấy thời gian đã trôi qua được 30 giây rồi, Cát Isa liền muốn thể hiện khả năng dọn dẹp sắp xếp cao siêu của mình. Giây lát sau, Owner liền trông thấy phòng tắm như được lột xác hoàn toàn. Sau đó, cậu ta lại sai bảo Cát Isa đi dọn dẹp phòng ngủ. Đợi đối phương tắm xong bước ra ngoài, liền thấy căn phòng của mình chỗ nào cũng bling bling. Điều này làm cậu ta vô cùng hài lòng với Cát Isa. Thấy thái độ tán dương mà Owner dành cho mình, Cát Isa có chút thụ sủng nhược kinh. Không ngờ mới nửa giờ ngắn ngủi mà cô bé đã lấy được thiện cảm của Owner. Phải biết trong nguyên tắc nữ chính tốn 5 năm cũng chẳng nhận được chút thiện cảm nào của cậu ta. Chính vào lúc Cát Isa còn đang hoài nghi không biết đây có phải là âm mưu của Owner không thì đối phương đột nhiên hỏi Cát Isa đã từng gặp kẻ lừa đảo muốn cướp đoạt 2 phần 3 tài sản của nhà bọn họ chưa? Nghe nói đó là một cô nhóc có vẻ ngoài giống quả cam héo cậu ta vừa dứt lời cát isa liền cảm thấy lông tóc dựng hết cả lên thì ra loay hoay lấy lòng cả nửa ngày đối phương căn bản không nhận ra thân phận của cô bé chả trách lại đối xử tử tế với cô bé như vậy hơn nữa ai có vẻ ngoài giống quả cam héo chứ cha con công tước đúng là có trung đức tính nhưng mà nhìn Owner có vẻ rất không vừa lòng với mình cát isa nhất thời cũng không dám thừa nhận bản thân chính là quả cam héo kia cô bé chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục đóng vai người hầu không ngờ tới owner còn định phái cô bé đi giám sát chính mình. Dọa cho Cát Isa vội vàng từ chối mệnh lệnh kỳ lạ kia. Nhưng vì đối phương hết lời khẩn cầu Cát Isa đồng ý, sau cùng Cát Isa chỉ đành miễn cưỡng mà chấp nhận nhiệm vụ hoang đường này. Chỉ hy vọng owner có thể nể tình cô bé nghe lời, sau này tha cho cô bé một mạng. Thấy vậy, owner liền đưa cho Cát Isa một chiếc bánh macaron xem như phần thưởng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm việc, thì sau này sẽ không thiếu phần thưởng. Buổi sáng ngày hôm sau, Cát Isa liền tới chào hỏi công tước. Cô bé còn chưa tiến vào phòng, đã bị công tước yêu cầu đi dùng bữa sáng. Thấy vậy Cát Isa liền nhiệt tình mời công tước dùng bữa cùng, kết quả lại bị đối phương lạnh lùng từ chối. Nhưng Cát Isa không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cô bé tỏ ra đáng thương bày tỏ: "Tôi ăn một mình sẽ cô đơn lắm đó, bình thường đều dùng bữa cùng ông nội." Công tước vừa định tiếp tục từ chối, thì thị vệ canh cửa đã không nhịn được đứng ra khuyên can: "Hay là ngài cứ đi dùng bữa trước đi." quản gia cũng góp lời. Không sai, đã ba ngày ngày không dùng bữa rồi. Nghe lời khuyên chân tình của thuộc hạ và sự đáng yêu của Cát Y Sa, sắc mặt công tước cũng trở nên dịu dàng hơn. Hiện giờ ta không có thời gian, quả cam ngươi tự ăn đi. Vào lúc Cát Y Sa không biết phải làm sao, bếp trưởng kịp thời xuất hiện. Giám sát chuyện ăn uống của ngài là trách nhiệm của tôi. Lần này đến lượt công tước không biết phải làm sao rồi. Sao trong nhà này không ai giúp hắn vậy? vậy là cát isa đề xuất hay là công tước ăn cùng với tôi ở đây đi rất nhanh trên bàn đã bày đầy đồ ăn có công tước ngồi bên cạnh cát isa mới bắt đầu ăn lúc này công tước nâng tách trà lên hỏi cát isa ngươi đã có được thiện cảm của Owner và aanin chưa vừa nghĩ đến chuyện bản thân bị xem là hầu gái Owner suýt thì sặc sau một hồi suy nghĩ Owner đáp lại cũng tạm coi là như vậy đi để Owner an toàn công tước dặn dò cô bé đi đâu cũng phải có người lớn theo cùng nói đến đây hắn vươn tay xoa đầu cát isa ăn xong thì ra ngoài đi hành động này của công tước làm cát isa có cảm giác thật lạ thi thoảng công tước cũng khá dịu dàng cảm giác vừa rồi giống như một người cha vậy để kéo gần khoảng cách với cặp song sinh nhà công tước cát isa theo thị nữ trưởng đến trường huấn luyện của aanin nhưng cô bé vừa tiến vào đây đã cảm thấy bầu không khí ở đây như đang tấn công mình một cơn gió mạnh đột nhiên thổi tới suýt thì cuốn cát isa đi thật may thị nữ trưởng nhanh tay ôm lấy cô bé rồi dùng khinh công nhảy lên cao đến khi đáp đất cát isa vẫn còn ngơ ngác thị nữ trưởng mà thôi có cần lợi hại vậy không sau khi phản ứng lại cát vẫn cảm thấy sợ hãi cô bé nhìn xung quanh trưởng đấu mặt đất toàn là vết nứt điều này làm cát isa cảm thấy kỳ lạ aanin huấn luyện kiểu gì vậy đến khi trông thấy aanin bị thương ở cách đó không xa cát không nhịn nổi mà kêu lên một tiếng âu đây là lần đầu tiên cô bé thấy rõ được gương mặt của công nữ. Đúng là một đại mỹ nhân, nhưng mỹ nhân rất nhanh đã bật mút mỏ hỗn, liên tục mắng chửi Owner. Theo nội dung trong tiểu thuyết, 3 năm trước Aanin đã là một kiếm sĩ vô cùng xuất chúng, có thể đấu ngang hàng với Owner, sau một tai nạn khiến tay phải bị thương, khiến thực lực của cô và anh trai cách biệt rất lớn. Từ đó về sau, để kéo gần khoảng cách, Aanin liền chuyên tâm vào các loại trang bị, trở thành luyện kiếm sư xuất sắc của đế quốc hiện giờ xem ra aanin vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ kiếm thuật dù cả người đầy vết thương dù lần nào đánh cùng werner cũng thất bại thì cô ấy vẫn không từ bỏ lúc này werner lên tiếng nếu như em em bỏ bê tay phải chỉ cầm kiếm bằng tay trái thì rất dễ làm động mạnh bị tổn thương nghe lời công kích bằng ngôn từ mà werner dành cho aanin cát isa cũng cảm thấy đồng cảm với cô ấy cô bé hỏi thị nữ trưởng mối quan hệ của cặp song sinh rất tệ sao thị nữ trưởng đáp lại rằng Thiếu gia không hề biết chuyện công nữ A. Anin bị thương. Bởi vì công nữ không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện kia. Werner tiếp tục công kích. Nếu chỉ dựa vào những vật hỗ trợ bên ngoài, thì dù có luyện thêm 10 năm nữa em cũng không thể thắng nổi anh đâu. Dù bị khiêu khích, nhưng A. Anin cũng chỉ im lặng mà liếc nhìn Werner. Sau đó xoay người rời đi. Cát Isa đột nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Aynin. Chắc là hai anh em bọn họ là người có mối quan hệ tệ nhất trong gia tộc Blascody. Nghĩ đến đây, Cat quyết định làm gì đó. Cô bé nói với thị nữ trưởng rằng bản thân muốn tới chỗ của Aanin. Nghe được lời đề nghị này, thị nữ trưởng liền muốn lên tiếng khuyên can, nhưng trước sự thuyết phục chân thành của Cat Isa, thị nữ trưởng cuối cùng cũng hiểu ra thì ra cô bé đang lo cho tiểu thư Aanis. Vậy là một lần nữa, thị nữ trưởng sử dụng khinh công, đưa Cat Isa tới một tầng lầu cách nơi ở của Aanin không xa. Phía bên này, bác sĩ đang cố gắng thuyết phục Aanin kiểm tra vết thương cũ nhưng cô lại ngang bướng và cho rằng không ai hiểu rõ cơ thể này bằng mình từ góc độ của cát isa có thể thấy được chắc chắn a, a. Ninh đang rất đau sắc mặt thì nhợt nhạt nhưng cô ấy vẫn còn ngang bướng không chịu thừa nhận thậm chí không cho bất cứ ai nói cho anh trai và cha biết hết cách bác sĩ chỉ đành đồng ý trong sợ hãi thấy vậy thị nữ trưởng thuyết phục cát đi tham quan khu vườn hoặc phòng trưng bày bởi vì nhìn tâm trạng của cặp song sinh nhà công tước có vẻ rất tệ rất khó để cát isa gặp riêng bọn họ thị nữ trưởng còn hứa hẹn. Ở phía Bắc lãnh địa Sabara có rất nhiều điều thú vị. Vừa nghe nhắc đến cái tên Sáp Ana này, Catisa không giấu nổi sự sợ hãi trong lòng. Sau cùng, để không đến vùng đất đáng sợ kia, Catisa quyết định đi mua sắm, mang tiếng là người thừa kế Blasco. Cô bé phải mua sắm đã đời một lần cho biết. Vậy là rất nhanh, Isa đã được dẫn xuống phố. Nghe review của thị nữ trưởng về những đặc sản nơi này, cô bé nhanh chóng bị tiệm bánh ngọt chứ danh thu hút nhưng vì có chuyện quan trọng hơn cần làm nên cát isa cố gắng nhịn xuống khao khát với đồ ăn để đi làm chuyện chính cát isa kéo tay thị nữ trưởng bày tỏ bản thân muốn tới tiệm thuốc lớn nhất nơi đây nghe cát isa muốn tới tiệm thuốc thị nữ trưởng liền lo lắng hỏi cô bé có chỗ nào không khỏe ư thấy thị nữ trưởng hiểu lầm cát isa vội vàng giải thích rằng bản thân không bị bệnh trước đây ông nội đã dạy cho cô bé cách sử dụng thảo dược còn dặn cô bé phải nhớ kỹ để sau này có thể tự sống tốt ai ngờ những điều ông dạy thực sự có lúc dùng tới sau khi bước vào tiệm thuốc cát isa chăm chú nhìn bình thuốc sau lưng người quản lý nơi đây hồi lâu rồi mới lên tiếng nói ra câu mà bản thân đã muốn nói từ lâu em muốn mua toàn bộ chỗ thảo dược này một bên khác trong phủ công tước công tước một bên làm việc một bên dặn dò quản gia gửi thư mời triệu tập toàn bộ thành viên trong gia tộc đến để tham dự cuộc họp quản gia bị tư bản vắt kiệt sức tựa vào cánh cửa đáp bản thân đã nhận được phản hồi sẽ tham gia của tất cả những người liên quan rồi dù bận đến không thể nghỉ tay công tước vẫn liên tục hỏi tình hình của cát sa. điều này làm quản gia đột nhiên cảm thấy gần đây công tước đã hòa nhã hơn trước rất nhiều công tước bị phát hiện liền dùng quyền lực để quản gia ngậm miệng còn đe dọa sẽ trừ lương của anh vậy là quản gia đáng thương chỉ biết tiếp tục cống hiến sau khi quản gia rời đi công tước cũng đứng dậy bước tới bên cửa sổ để hít thở không khí khi rèm cửa được mở ra những chiếc xe ngựa chất đầy bao lớn bao nhỏ bên dưới lập tức thu hút sự chú ý của hắn đây là gì vậy nhìn đống thuốc chất cao như núi trước mặt, Cát Isa vô cùng thỏa mãn tận hưởng cảm giác của người có tiền. Buổi sáng hôm sau, Cát Isa như thường lệ tới tìm công tước dùng bữa sáng. Công tước tò mò hỏi xem cả ngày hôm qua Cát Isa đã làm gì ở phòng. Cô bé không định nói thật mà dùng đại một lý do để che giấu. Nào ngơ mùi thảo dược trên người đã vạch trần cô bé. Hết cách, Cát Isa chỉ đành nói cho công tước biết chuyện A Anin bị thương. Hiển nhiên công tước rất kinh ngạc về điều này, Hắn thậm chí còn không biết chuyện con gái mình bị thương từ khi nào. Cát Isa lấy ra một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo. Bên trên còn đính kèm một chiếc nơ bướm bày tỏ. Hôm nay cô bé sẽ tới thăm Anin. -A Cả đêm hôm qua cô bé đã miệt mài làm 200 loại nước ép thảo dược để tặng cho tiểu thư. Món quà này làm công tước ngạc nhiên vô cùng. Thấy Cát Isa chuẩn bị quà cho con gái mà không chuẩn bị cho mình, công tước đột nhiên cảm thấy có hơi ghen tị. Cát Isa đã lường trước được điều này rồi cô bé ngay lập tức lấy ra một chiếc bình thủy tinh mất nhãn những lúc mà ngài thức khuya hãy pha nó với nước ấm để uống thứ này sẽ giúp ngài tập trung hơn ạ nhìn chiếc bình trong tay sắc mặt công tước liền giãn ra hỏi đây là thứ gì thuốc xua tan mệt mỏi à cát isa tận tâm giải thích công dụng của dung dịch mất nhãn cho công tước nó căn bản không giúp xua tan mệt mỏi gì chỉ là thứ giúp công tước tập trung để tiếp tục cống hiến mà thôi tiếc là chưa kịp nói xong đã bị đuổi ra khỏi phòng sau khi bị công tước đóng cửa đuổi khách, Cát Isa liền nhanh chóng tới tìm A Anin. Vừa tới xưởng rèn, cô bé đã thấy A Anin đang buồn bã ôm cánh tay phải ngồi trên ghế đá. Nhìn bộ dạng này của A Anin, Cát Isa không nhịn nổi mà đau lòng thay cô ấy. Nếu cứ âm thầm chịu đựng như vậy, thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Vậy là Cát Isa nhẹ tay nhẹ chân bước tới bên cạnh A Anin, khều khều bày tỏ: Chị ơi, em cho chị cái này nhé. Thấy có người tới, A Anin lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cát isa cũng bị dọa cho hết hồn cô bé lúng túng cúi đầu hành lễ sau đó cung kính dâng lên món quà mà bản thân đã dày công chuẩn bị đây là thảo dược giúp giảm đau và sưng lúc cấp bách dùng như thuốc giảm đau cũng được luôn nói xong còn đảm bảo thứ này không hề có độc nhìn chiếc hộp trong tay a, -A rơi vào trầm tư sau cùng cô lên tiếng hỏi thì ra nhóc là con mèo hoang trên nóc nhà hôm qua à nghe được câu hỏi này cát isa có chút chột dạ thì ra chuyện nghe lén đã bị phát hiện rồi lúc này sắc mặt của Anin A. đột nhiên trầm xuống cô đứng dậy từng bước tiến lại gần cát isa chất vấn ta chưa từng thấy nhóc bao giờ gương mặt mới xuất hiện trong dinh thự thời gian gần đây nhóc chính là người thừa kế của ông nội phải không cát isa hít sâu một hơi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh sau đó nhìn thẳng về phía Anin A. trả lời vâng tên em là cát isa ensley ạ nghe được câu trả lời này Anin A. chỉ nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng sau đó mở bình thuốc mà cát isa tặng cho thử đổ nó vào vết thương kỳ lạ là thứ kia vừa chạm vào cơ thể đã mang lại công dụng tức thì aanin thử cử động cánh tay phải bị thương sau đó bất ngờ khen ngợi cát isa làm tốt lắm cát không ngờ aanin cũng biết nói lời cảm ơn tử tế như vậy cát vội cúi người đáp lễ không cần đâu em mới là người phải nói lời cảm ơn cô bé còn tưởng bản thân sẽ là người bị ghét hay hai bọn họ sẽ trở thành đối thủ không ngờ tới aanin lại dễ ở chung như vậy thấy cát isa dùng ánh mắt sợ sệt để nhìn mình thật ra vì là người xếp gần như cuối cùng trong hàng thừa kế ma kiếm nên Anin -A căn bản không quan tâm đến nó lắm nhưng thứ khiến cô quan tâm chính là những món khí cụ được cất giấu trong kho Anin -A hỏi cát isa lẽ nào cô bé thực sự sẽ chiếm những thứ kia làm của riêng sao chuyện cát isa làm gì với ma kiếm aanin không quan tâm nhưng bảo vật vũ khí trong kho bạc của ông nội thì cát isa không được phép động vào bộ dạng đáng sợ này của aanin dọa cho cát isa hồn bay phách lạc luôn nhưng từ những lời đe dọa kia cô bé tìm ra điểm mấu chốt để lấy lòng aanin rồi vậy là cát isa học theo bộ dạng của aanin hai tay nắm chặt lớn tiếng đề nghị sao hai ta không thử làm một cuộc giao dịch chỉ cần aanin đồng ý đứng về phía cô bé trong cuộc họp để cô bé có quyền tham gia cuộc thi thừa kế và giành được toàn bộ gia sản thì cô bé sẽ trở thành nhà đầu tư cho aanin không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần chỉ cần A Anin muốn, Cát Isa sẽ tìm cho cô mọi món bảo vật trong kho bạc của ông nội, cũng như đầu tư đất đai và mở xưởng rèn dưới tên của cô. Nghe đến đây, A Anin vô cùng kinh ngạc. Sao Cát Isa lại biết về ước mơ mở xưởng rèn của cô? Cô chưa từng nói chuyện này với ai mà. Nghe những điều kiện hấp dẫn này xong, A Anin âm thầm tính toán nếu kho bạc không rơi vào tay Cát Isa, thì nó cũng rơi vào tay cha hoặc anh trai trước thì mới tới lượt cô. Vậy phải ít nhất 20 năm nữa. Cô mới được chạm vào những món bảo vật bản thân hàng ao ước. Hơn nữa, dù có được quyền thừa kế từ cha thì cũng phải chia cho anh trai một nửa. Vậy thì, lúc này, Cát Isa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ayanin. Chị thấy sao? Chắc chắn chị sẽ không phải chịu thiệt đâu. Phải mau nắm bắt cơ hội, lấy giấy bút ra viết khế ước thôi nào. Nhìn bản khế ước được soạn sẵn trong tay Cát Isa, Ayanin vô cùng kinh ngạc. Cát Isa chỉ tay vào tên của mình, kêu Ayanin hãy ký bên cạnh. Ây Anin nhìn bản khế ước thở dài. Đúng là con nít, ký khế ước như trò chơi đồ hàng vậy. Để Ây Anin yên tâm đứng về phía mình Cát Isa, vô cùng chắc chắn khẳng định cô bé sẽ hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý. Để khế ước này cũng không bị phá hủy giống như di trúc của ông nội. Sự sắp xếp chú đáo này của cô bé, làm Ây Anin phải thay đổi cái nhìn về đứa trẻ trước mặt. Đây thực sự là một đứa bé 10 tuổi sao. Dù Ây Anin nói còn cần về suy xét thêm, thì dựa vào sắc mặt của cô, Cát Isa biết Anin -A đã siêu lòng rồi. Sau khi thuyết phục được tiểu thư và thiếu gia, Cát Isa cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết, thì 5 năm sau, Anin -A sẽ tự mở xưởng rèn. Vì mẫu mã không khác mấy với vũ khí của Blasco, nên xưởng rèn không được chú ý. Sự tự ti vì thua kém này làm Anin -A trở nên tàn bạo. Cát Isa không biết cuốn tiểu thuyết có thật sự đáng tin hay không. Nhưng sau khi tiếp xúc với gia đình Blasco, Isa cảm thấy bọn họ tốt hơn nhưng lời miêu tả trong sách nhiều. Nữ chính có thực sự sống với gia đình Blasco như này ư? Sau khi giải quyết xong vấn đề chỗ Aianin, thì cũng đã đến chiều. Theo lời hẹn, Katisa đi tới tìm thiếu gia Oner. Vừa thấy cô bé xuất hiện, Oner đã phàn nàn. Trễ rồi đấy, nhóc con. Toàn bộ sự chú ý của Katisa va vào cổ chân bị băng bó của Oner. Thì ra khi luyện tập với Aianin, Oner cũng bị thương. Katisa không nhịn nổi lo lắng nhắc nhở cả hai người sao không ai chịu nương tay một tí. Nghe vậy Werner nổi trận lôi đình. Nương tay, đâu ra vụ đó. Phải luôn thủ sẵn tinh thần sẽ bị mất đầu. Lỡ lơ là coi thường ấy Anin một cái là nó chém luôn cổ chân ta thì sao? Nghe vậy toàn bộ thiện cảm dành cho nhà Blasco của Cát Isa cũng bay sạch. Quả nhiên, chẳng khác gì miêu tả trong tiểu thuyết. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha